Mỗi tuần vài lần, các bác sĩ ở trung tâm y tế huyện Đam Rông lại mang gạo xuống bếp bổ sung vào thùng gạo miễn phí đặt ở đây. Cùng với đó là mắm muối dầu ăn để bệnh nhân điều trị tại trung tâm có nhu cầu thì có thể xuống bếp tự nấu ăn. Bệnh nặng á, mình năn nỉ bệnh nhân nhập viện thì bệnh nhân nói là không, mình không có tiền nhập viện đâu. Ở đây mình không có tiền ăn cho nên đó là mình mới lại nghĩ đến cái phương án là nếu như mà mình sẽ có một cái nguồn gạo tại chỗ thì bệnh nhân đi lại họ sẽ đỡ vất vả hơn. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Đam Rông tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân điều trị nội trú, thì có hơn 30 bệnh nhân đăng ký gạo để nấu cơm. Cùng với vận động nguồn gạo từ các nhà hảo tâm, các y bác sĩ ở đây cũng sắp xếp khu vực riêng cho bà con tự nấu cơm. Điện, nước, bếp ga hay xoong chảo để bà con sử dụng hàng ngày cũng có được từ sự vận động của các y bác sĩ với người dân trong vùng. Bệnh nhân hoặc người nhà chỉ cần mua thêm chút thức ăn theo sở thích. Bệnh viện này nó cho nấu là mấy người bệnh nhân nó đỡ hơn, đỡ kiếm phí hơn. Cũng thuận lợi cho mình để khỏi phải mang đồ từ nhà này kia cơm rà nữa. Bé ở trên kia xong có người cũng có bếp ở dưới này cũng nấu ăn này kia cũng dễ dàng hơn. Hình thành từ năm 2021 đến nay, quỹ gạo miễn phí đã giúp nhiều bệnh nhân có được bữa ăn ngon, sức khỏe người bệnh cũng được chăm sóc tốt hơn. Có cái sự kết nối với bệnh nhân, mình nói bệnh nhân nghe và mình yêu cầu bệnh nhân phải nhập viện là bệnh nhân họ nghe theo mình. Nó phối hợp với lại công tác điều trị của bên em thấy là nó là cả một bước tiến á. Thêm một túi gạo được nhà hảo tâm ủng hộ cũng là thêm động lực cho các y bác sĩ trong chăm sóc sức khỏe người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.